quay trở lại với tần số tình yêu và ít phút hồi nãy thôi, nhưng mà sự rất là quan trọng với hai chàng trai. Và bây giờ là thời khắc quan trọng, sau khi khám phá cái điện thoại rồi, hiểu người bạn mình một ít rồi, bây giờ xin mời hai em cùng với chị và anh Trương Thế Vinh lên đó và mời hai bạn nam bước ra để coi hai bạn nam có gọi cho mình hay không nha. Mời hai em. Mời Ngọc Hân đưa điện thoại ra phía trước. Và chắc là nãy giờ cũng đã suy nghĩ rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ đếm ngược thử ha. 10 Ví dụ người thích Hân đâu không có ngoại hình ưa nhìn. Người ta hiểu tâm lý mình, còn ngoại hình thì Hân không có quan trọng lắm. Dạ, thích em mới chọn chứ. Ninh gọi Hân có bất ngờ không? Dạ không. Không bất ngờ luôn. Đoán chắc là Ninh sẽ gọi hả? Rồi xoay lại đi, xoay lại nè. Cũng đẹp quá trời. Hai đứa này đẻ con ra vô bệnh viện khỏi mở đèn. Sáng chân luôn. Thật ra thì Ninh nghĩ là Ninh sẽ bị loại vòng đầu tiên á. Tại vì ba bạn đầu đây là ai cũng có tài. Hai bạn hát hay, một bạn khiếu hài. Ninh thì rất là bình thường. Ninh cũng muốn tìm hiểu hơn. Xin, xin nắm tay một cái cho ấm áp coi. Đẹp quá. Xin chúc mừng cặp đầu tiên. Vâng, hai bây giờ. Cặp đó đẹp quá. Bây giờ đến giờ khắc bên em, bạn Trí suy nghĩ và bạn My thì đưa điện thoại ra ngoài. Chúng ta đến ngược ha. 10 Cho anh hỏi Trà My là mẫu người lý tưởng của em thích là như thế nào ạ? Dạ em thích con trai trưởng thành, chân thành với lại lạnh lùng. Anh cũng không nghĩ là anh có đủ lạnh lùng đối với em hay không, nhưng mà anh cũng cảm ơn câu trả lời của em. Dạ. À, có gọi mà, có gọi mà. Ok, nghe đi em. Hello. Hello, có phải em tên My không á? Dạ phải. Em nhà ở đâu á? Em nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Ờ, vậy em ở cùng thành phố với anh rồi đó. Vậy mình dạ. Đi chơi nha. Dạ. Quá xa. Quay qua nói với bạn My cái gì nè, hai đứa quay lại nhìn nhau nè. Em học năm mấy ở bên cao đẳng văn hóa nghệ thuật à? Dạ, sang năm là em chuẩn bị qua năm 2. Em sắp qua năm 2. Thì bạn của anh học bên trường đó cũng nhiều, cho nên có thể là bạn chung của em cũng có thể là bạn chung của anh, cho nên mình nghĩ là mình có thể đi chơi rất là thoải mái. Xin nắm tay. Kỳ lắm. Bắt tay đi anh, bắt tay. Bắt tay. Bắt tay với hai người nghệ sĩ. Tụi anh tần số tình yêu chứ không phải tần số bạn bè. Hiện tại em không có muốn khẳng định cái gì nhiều quá. Chúng em đã có số điện thoại với nhau, có thể chúng em sẽ bắt đầu liên lạc từ sau chương trình này. Là rung tần số thôi, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mới tới tần số chưa tính tình yêu. Mình từ từ tìm chị. Hiểu ha. Hôm nay Việt Hương và Trương Thế Vinh đã làm đầy đủ được cái vai trò là ông mai bà mối. Kỳ nào có tới cái giai đoạn này chúng tôi cũng hồi hộp rung như là mình được tỏ tình vậy đó. Khi mà kết hợp được một cặp nào đều vui. Và hôm nay chương trình rất là tinh tế khi làm một cái tim bằng thủy tinh. Thường là cái này mình phải trân trọng, cầm cùng nhau để đừng có vỡ. Chị mong là hai em cũng cầm cùng nhau cho tính cuối, để sau này đến ngày cưới để cái trái tim này lên luôn trong đây. Cái bánh cưới ha. Vâng thưa quý vị, như vậy là chúng tôi lại may mắn ghép đôi được thêm hai cặp nữa. Và xin chúc họ sẽ được nở rộ tình yêu. Vâng, chương trình Tần Số Tình Yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau.